Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết giao ban báo chí năm 2022 và định hướng công tác tuyên truyền năm 2023. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tuyên truyền kịp thời, đầy đủ hoạt động của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Nổi bật là tập trung tuyên truyền thông tin đậm nét các hoạt động kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hậu Vinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long và 30 năm tái lập tỉnh, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Các cơ quan báo chí cũng đã tích cực tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các thông tin nổi bật về tình hình trong nước và thế giới, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy tốt vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong năm, nhiều nhà báo trong tỉnh đã có nhiều tác phẩm hay, mang lại hiệu ứng xã hội tốt, đạt các giải thưởng báo chí cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong ngoài tỉnh, đã góp phần cùng với tinh thần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, bà lưu ý các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, giữ vững tôn chỉ mục đích, đổi mới nội dung hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tích cực tham gia phản biện xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, pháp luật và các ngày lễ kỷ niệm trong năm. Trước mắt là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, sự chăm lo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, vui xuân đón Tết, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu trên các lĩnh vực, tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số và công tác phòng chống dịch COVID-19.